Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ thì người câm nói được. Đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel. Nhưng các người biệt phái nói rằng ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ. Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, người động lòng xót thương họ, vì họ tức tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa bạn chị em, trong bài tin mừng hôm nay giống như một bản tóm lược về hoạt động của Chúa Giêsu, trong đó Ngài dạy dỗ, rao giảng, chữa lành bệnh tật. Thì tất cả cuộc sống của Chúa Giêsu nhìn chung là Ngài dành trọn cho con người. Nhưng cái mà Ngài chạnh lòng thương trong bài tin mừng hôm nay là khi nhìn thấy dân chúng họ tức tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Đức Giêsu chạnh lòng thương. Vậy thì cái thương của Chúa khi nhìn thấy đàn chiên, cái thương đầu tiên là thương vì đàn chiên không có người chăn, cho nên bị bơ vơ, không biết đi về đâu. Cái thương thứ hai là vì đàn chiên không có người chăn, cho nên không có điểm tựa, không biết dựa vào ai. Và cái thương thứ ba, thương đàn chiên không có người chăn, vì đàn chiên sẽ trở nên bơ vơ và không có người bảo vệ khi bị sói dữ tấn công. Chính ba cái điều này đã làm cho Chúa Giêsu cảm thấy không có người chăn thì đàn chiên sẽ bị bơ vơ, và làm cho Chúa chạnh lòng thương cái đàn chiên này. Đúng vậy, khi có người ta mà không biết về Thiên Chúa thì sẽ không tìm được hướng đi và cảm thấy cô độc, tuyệt vọng, rồi dễ rơi vào sa đọa khi không có Thiên Chúa, hay là cuộc sống sẽ trở nên chán chường. Hay như đang thời đại dịch Covid-19 như thế này, mà nếu không có Thiên Chúa thì người ta sẽ cảm thấy bất an. Nếu không có Thiên Chúa làm điểm tựa thì có người ta cảm thấy mình lạc lõng và không biết bám vào đâu khi đại dịch như thế này. Vậy thì để đàn chiên không còn bơ vơ nữa thì chỉ có một cách là phải nương tựa vào Thiên Chúa. Nhưng như lời Thánh Phaolô nói, làm sao kêu lên với đấng mà chúng ta không tin? Làm sao tin đấng mà người ta không được nghe? Mà làm sao nghe nếu không có người rao giảng? Mà làm sao rao giảng nếu không có người được sai đi? Vậy tin là do bởi đã được nghe, còn nghe là nhờ việc rao giảng về Đức Kitô. Chính vì lý do đó mà cách đây hơn 2000 năm, Đức Giêsu đã than về chuyện ơn gọi: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Chúa muốn có nhiều người hơn, nhiều người thợ gặt như lòng Chúa mong ước hơn trong cánh đồng truyền giáo của Chúa. Đó là những người thợ gặt biết sống như chính Chúa đã sống, đã lành nghề, và là thợ gặt như chính Chúa đã sống và đi trước. Vậy thì những người thợ gặt đó là những người phải nhìn vào hình ảnh của một Đức Kitô Mục Tử. Mà Đức Kitô Mục Tử là Ngài dám hy sinh và dám sống tình yêu cho đoàn chiên. Chính Chúa đã dám cho đi tất cả những gì mà mình có, tiêu biểu là Chúa dám cho đi đôi chân của Ngài để đi khắp các thành thị, làng mạc và hội đường để rao giảng, dám cho đi đôi tay để chạm đến những bệnh tật yếu đau của con người, dám cho đi đôi môi để không ngớt đem tin mừng, đem niềm vui đến cho muôn dân, và dám cho đi con tim để biết chạnh lòng thương, biết nhói đau khi thấy đoàn chiên vất vưởng không người chăn. Người thợ gặt đó không ai xa lạ, mà là mỗi người chúng ta phải là một Đức Kitô thứ hai. Mỗi người chúng Kitô hữu phải đảm nhiệm cái trách nhiệm đó, là trách nhiệm của mình chứ không phải của riêng ai. Vì qua bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta đã trở thành người thợ gặt của Chúa trên cánh đồng truyền giáo của Ngài. Vậy ước mong chúng ta ý thức về việc truyền giáo, về việc nói Chúa cho người khác biết. Đó là bổn phận của mỗi người chúng con, chứ không phải là dành riêng cho ai. Con không phải là dửng dưng phủi tay đứng bên ngoài nhìn để cho người khác làm, mà chính con phải có bổn phận đó. Vậy qua bài tin mừng hôm nay, xin cho chúng con biết ý thức hơn về việc truyền giáo. Và đặc biệt chính Chúa hôm nay, Ngài cảm thấy chạnh lòng thương vì những đàn chiên bơ vơ không có người chăn. Vậy mỗi người chúng con hãy biết sống, và xin Chúa cho con hãy trở thành người thợ gặt lành nghề trên cánh đồng truyền giáo của Chúa. Và chúng con biết ý thức hơn về việc truyền giáo như lời của Thánh Phaolô đã nói: khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Đức Kitô. Ước mong chúng ta biết sống về việc truyền giáo, luôn ý thức là bổn phận của mỗi người chúng con chứ không phải của riêng ai. Amen.